vẫn là những diễn biến nóng nhất được cả thế giới quan tâm. Bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mời quý vị cùng dành ít phút cho mục điểm tin. Ông Zelensky rút lại phát biểu về tấn công phủ đầu hạt nhân nhằm vào Nga. Điện Kremlin, tuyên bố của Zelensky cho thấy ông Putin đã đúng khi quyết định chiến dịch quân sự đặc biệt. Ukraine lên kịch bản đối phó với 150.000 quân dự bị Nga sắp tham chiến. Người dân Ba Lan bắt đầu phải đốt cả rác để sưởi ấm. Cơn ác mộng năng lượng và vết nứt lớn dần trong lòng châu Âu. Sinh nhật 70 tuổi, ông Putin nhận nhiều lời chúc và cầu nguyện tốt đẹp. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên. Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định phát biểu của ông về việc tấn công hạt nhân phủ đầu của NATO nhằm vào Nga đã bị dịch sai. Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định rằng phát biểu của ông về các cuộc tấn công phủ đầu của NATO nhằm vào Nga đã bị dịch sai, ông cho biết khi trả lời phỏng vấn với đài BBC. Trước đó vào ngày 6 tháng 10, khi được hỏi về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Zelensky đã nói, NATO nên làm gì? Loại bỏ khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Tôi một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu, để Nga biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu của ông vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Nga. Người phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng bình luận của ông Zelensky chẳng khác nào lời kêu gọi chiến tranh thế giới, có thể dẫn đến hậu quả tai hại khôn lường. Vào ngày 6 tháng 10, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Konstantin Voronsov đã nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng phát biểu của ông Zelensky hoàn toàn không thỏa đáng và không thể chấp nhận được, và đặt nghi vấn rằng liệu phát biểu của Tổng thống Ukraine đã thông qua NATO hay chưa, theo hãng thông tấn Nga TASS. Giải thích về vấn đề trên, vào ngày 7 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã nói với đài truyền hình BBC của Anh, tôi đã nói về việc phải thực hiện những đòn ngăn ngừa, chứ không phải là đòn tấn công. Ông nói rằng Nga đã dịch sai các phát biểu của ông theo các hướng khác để có ích cho họ. Ông cũng cho biết thêm rằng, Điện Kremlin đã đối thoại với người dân Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều mà ông Zelensky muốn nói đến khi đề cập các cuộc tấn công phủ đầu là về các lệnh trừng phạt lên Nga, chứ không phải là tấn công quân sự, ông giải thích. Về phần mình, Nga nhiều lần khẳng định sẽ tuân thủ nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về hạt nhân. Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân dựa trên học thuyết hạt nhân của nước này. Theo đó, Moscow có thể sử dụng kho vũ khí hạt nhân để tự vệ trước vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường đe dọa đến sự tồn vong của Nga. Tuyên bố của ông Vladimir Zelensky về việc tấn công phủ đầu vào Nga cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đã đúng khi quyết định khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống cho biết trong một chương trình phát trên kênh Russia 1. Điều này một lần nữa nhấn mạnh tính đúng đắn của Tổng thống chúng ta khi ông ấy đưa ra quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, ông nói. Như ông Peskov cho biết, người đứng đầu Ukraine thực sự kêu gọi các quốc gia hàng đầu thế giới, các quốc gia trong câu lạc bộ hạt nhân thực hiện đòn tấn công hạt nhân phủ đầu vào Nga. Theo thư ký báo chí, không ai trong số họ nảy ra ý nghĩ cần răn đe Vladimir Zelensky sau những tuyên bố của người này. Có một sự cố gắng rụt rè, có thể nói như vậy, để lên án giọng điệu của Zelensky. Chúng tôi đã nghe thấy tại Liên Hợp Quốc. Nhưng rất tiếc, ta tạm nói như vậy, rằng không ai trong đầu nảy ra ý nghĩ phải răn đe thuộc hạ của họ. Điều đó rất nguy hiểm, ông Peskov nói. Trước đó, trong khi phát biểu tại Viện Lowy ở Australia, thông qua liên kết video, Zelensky nói rằng NATO nên tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào Liên bang Nga, chứ không phải chờ đợi các cuộc tấn công hạt nhân của Nga. Sau đó, thư ký báo chí của Zelensky là Sergei Nikiforov đã giải thích rằng ông ta không kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Liên bang Nga mà có ý nói đến các biện pháp trừng phạt ngăn chặn. Vào ngày 7 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã đón sinh nhật 70 tuổi. Ông Putin nhận được vô số lời chúc mừng nồng nhiệt. Đức Thượng Phụ Chính Thống giáo Kirin của Nga cũng cầu Chúa cho ông Putin sức khỏe và trường thọ. Theo hãng tin Reuters, các quan chức ca ngợi Tổng thống Nga Putin là vị cứu tinh của nước Nga hiện đại. Trong khi đó, Đức Thượng Phụ Kirin đã cầu Chúa ban cho người đứng đầu nước Nga Vladimir Putin lòng nhân từ và sự hào phóng, sức khỏe và tuổi thọ, bảo vệ ông Putin khỏi tất cả sự kháng cự của kẻ thù hữu hình và vô hình, ban cho ông ấy sự khôn ngoan và sức mạnh tinh thần. Lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov ca ngợi ông Putin. Hôm nay, nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta, một trong những nhân vật kiệt xuất và có ảnh hưởng nhất trong thời đại của chúng ta, người yêu nước số 1 trên thế giới, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, tròn 70 tuổi. Ông Putin đã thay đổi vị thế toàn cầu của Nga và buộc thế giới phải nể trọng vị thế của nhà nước vĩ đại của chúng ta. Theo RIA, trong ngày sinh nhật thứ 70, Tổng thống Putin sẽ dự cuộc họp không chính thức với người đồng cấp từ các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG tại cung điện Konstantin gần Saint Petersburg. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết cuộc họp là bước quan trọng cho hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thành phố Antana,
Kazakhstan. Ông Peskov cho biết sinh nhật không phải là một phần của chương trình cuộc họp. Quà tặng thường được gửi tới Thư viện Tổng thống, nhưng do các nhà lãnh đạo trong cuộc họp đều quen biết nhau trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, nên mọi người có thể sẽ chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Putin. Vào ngày 7 tháng 10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư chúc mừng sinh nhật thứ 70 của Tổng thống Nga Putin. Trong thư, ông Kim cho biết ông mừng về sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực cũng như thực hiện luật pháp quốc tế. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA trích nội dung lá thư: "Ngày nay, Nga đang bảo vệ một cách đáng tin cậy giá trị nhà nước và các lợi ích cơ bản của mình trước những thách thức và các đe dọa từ Mỹ và đồng minh. Đây vốn là điều không tưởng nếu không có sự lãnh đạo xuất sắc và ý chí mạnh mẽ của ông." Ông Kim tiếp tục: "Tôi chúc ông luôn có sức khỏe dồi dào và thành công trong vai trò lãnh đạo đầy trách nhiệm của mình vì sự thịnh vượng của nước Nga." Việc ông Kim Jong-un gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ông Vladimir Putin trong tuần này là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia Nga và Triều Tiên. Kèm với lời chúc mừng sinh nhật, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đè bẹp những thách thức và mối đe dọa của Mỹ. Về phần Triều Tiên, quan hệ với Nga không phải lúc nào cũng nồng ấm như những ngày đầu của Liên bang Xô Viết. Nhưng giờ đây, nước này đang gặt hái được những lợi ích rõ ràng cần thiết từ Moscow. Ông Kim Jong-un ban đầu có mối quan hệ tương đối lạnh nhạt với cả Trung Quốc và Nga, do hai quốc gia này đều cùng với Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với Triều Tiên trong các vụ thử hạt nhân của nước này. Nhưng sau vụ thử hạt nhân vào năm 2017, ông Kim đã thực hiện các bước để cải thiện mối quan hệ. Năm 2019, hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga và Triều Tiên gặp nhau lần đầu tiên trong một hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Vladivostok của Nga. Kể từ đó, Nga đã cùng với Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt mới, phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu vào tháng 5 và công khai rút khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên kể từ khi tổ chức này bắt đầu trừng phạt Bình Nhưỡng vào năm 2006. Trong hơn 2 năm gần đây, kể từ khi bắt đầu đại dịch vào năm 2020, quan hệ giữa Nga và Triều Tiên không hề ổn định, gần như đóng băng do Triều Tiên đóng cửa vì lo sợ virus corona lây lan. Kết quả là hoạt động thương mại và các lĩnh vực khác của hai quốc gia này gần như bị đình trệ hoàn toàn. Đồng thời, tiến trình ngoại giao trên bán đảo Triều Tiên, trong đó Nga là một trong những bên liên quan, cũng bị đình trệ. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, quan hệ Nga-Triều đang bắt đầu khởi sắc với những dấu hiệu rõ ràng. Ngoài việc bình thường hóa sau đại dịch Covid-19, còn có một lý do khác có lẽ quan trọng hơn cho việc kích hoạt các mối liên hệ giữa Nga và Triều Tiên. Hoạt động quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine đã mở ra một thực tế địa chính trị mới. Trong đó, Điện Kremlin và Bình Nhưỡng có thể ngày càng thân thiết hơn, thậm chí có thể phục hồi mối quan hệ bán liên minh từng tồn tại trong chiến tranh lạnh. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Triều Tiên đã dứt khoát đứng về phía Nga. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nằm trong số 5 quốc gia bỏ phiếu phản đối nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nga rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine. Kể từ đó, Triều Tiên đã liên tục bày tỏ sự ủng hộ đối với các hành động của Nga ở Ukraine, đổ lỗi cho Mỹ, NATO và Ukraine. Đáng chú ý, Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây đã bắt đầu sử dụng cụm từ mới, sự hợp tác chiến thuật và chiến lược, để mô tả đặc điểm mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Mỹ nói rằng Nga đã tiếp cận Triều Tiên về việc mua hàng triệu viên đạn dược và các loại vũ khí khác để bổ sung vào kho dự trữ đã cạn kiệt. Tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ tuyên bố đó. Theo Reuters, các quan chức Nga đã công khai thảo luận về việc làm việc về các thỏa thuận chính trị sử dụng 20.000 đến 50.000 lao động Triều Tiên, bất chấp các lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các quan chức và lãnh đạo Nga tại các khu vực ly khai ở Ukraine cũng đã thảo luận về khả năng nhờ công nhân Triều Tiên giúp tái thiết những khu vực bị chiến tranh tàn phá. Ở chiều ngược lại, quân đội Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung ở trên biển, vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc vào ngày 7 và ngày 8 tháng 10. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên phóng một cặp tên lửa đạn đạo xuống biển vào hôm 6 tháng 10 và sau đó cho máy bay chiến đấu bay đến gần biên giới với Hàn Quốc. Cơn ác mộng năng lượng và vết nứt lớn dần trong lòng châu Âu. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở tháng thứ 7, sự rạn nứt trong lòng châu Âu đang ngày càng sâu sắc, chủ yếu liên quan đến vấn đề năng lượng. Trong bài phát biểu ngày 14 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh đến sự đoàn kết của EU nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Phương Tây cho rằng những biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại Nga cũng như sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine và bảo vệ người tị nạn đã cho thấy ý chí sẵn sàng hành động cùng nhau của liên minh này trong khủng hoảng. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở tháng thứ 7, sự rạn nứt trong lòng châu Âu ngày càng sâu sắc, chủ yếu liên quan đến vấn đề năng lượng. Một mùa đông ảm đạm đang chờ đợi châu Âu. Khi nhiệt độ giảm, nhu cầu khí tự nhiên sẽ tăng lên, gây sức ép cho nguồn cung cấp năng lượng hạn chế của EU. Trong bối cảnh Nga cắt giảm sản xuất và hoạt động qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 bị ngưng trệ,
Hiện nay người dân EU đang chật vật trước giá năng lượng tăng mạnh. Theo đó, người tiêu dùng Tây Ban Nha đã phải trả tiền mua khí tự nhiên nhiều hơn tới 140%, trong khi giá điện của Pháp và Đức tăng hơn 10 lần so với cuối tháng 8 năm 2021. Vấn đề năng lượng đang gây ra tranh cãi giữa các nước thành viên EU. Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không có cùng quan điểm với Pháp về việc hoàn thành đường ống Midcat có thể giảm nhẹ sức ép nguồn cung cấp khí đốt của Trung Âu bằng cách kết nối với bán đảo Iberian. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản đối dự án này, cho rằng đường ống là không cần thiết và đi ngược lại với các mục tiêu chuyển đổi năng lượng của liên minh. Tuy nhiên, một số nước EU cho rằng sự phản đối trên xuất phát từ việc Pháp muốn ngăn chặn sự cạnh tranh với ngành xuất khẩu năng lượng của nước này. Đây được coi là một tín hiệu không mấy triển vọng cho sự đoàn kết của EU. Sự chia rẽ trong EU cũng nảy sinh trong những cuộc tranh luận về các lệnh trừng phạt, trong khi Ủy ban châu Âu và hầu hết các thành viên EU muốn áp thêm các biện pháp hạn chế lên Nga. Thì Thủ tướng Hungary Viktor Orbán kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt và đổ lỗi này, rằng các lệnh trừng phạt chính là nguyên nhân gây ra khủng hoảng năng lượng. Những cuộc biểu tình phản đối gần đây ở Cộng hòa Séc và các cuộc thăm dò dư luận ở Italy cho thấy ngày càng nhiều nước EU đối mặt với sức ép từ công chúng liên quan đến các lệnh trừng phạt. Điều này đã phủ bóng lên sự thống nhất trong chính sách trừng phạt trong tương lai của EU. Cuối cùng, chính sách kinh tế trong nước của các thành viên nhằm phản ứng trước cuộc khủng hoảng cũng đang làm xói mòn sự đoàn kết của EU. Giữa bối cảnh chính phủ kế nhiệm của Italy, quốc gia phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga, cam kết sẽ cắt giảm thuế và tăng ngân sách xã hội. Một số chuyên gia lo ngại chính sách tài khoá lỏng lẻo này sẽ đặt ra câu hỏi về nợ công của Italy, làm tăng sự chia rẽ về lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Những nỗ lực của Ngân hàng Trung ương châu Âu nhằm đối phó với rủi ro này qua việc tăng cường mua trái phiếu Italy có thể làm dấy lên sự phản đối từ các nước thành viên đang thắt lưng buộc bụng và thậm chí đặt câu hỏi về tương lai của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong khi đã có nhiều cuộc tranh luận ở Bruxelles về việc làm giảm tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng, thì hiện vẫn chưa có sự nhất trí nào trong EU. 15 nước thành viên EU gần đây đã thực hiện áp giá trần nhập khẩu khí đốt, nhưng lại thiếu các hợp đồng mua bù từ các nước thành viên khác và Ủy ban châu Âu. Một đề xuất thay thế đã được đưa ra mà theo đó các nước thành viên EU nhất trí sẽ mua chung năng lượng, nhưng trong cả hai trường hợp, các nước thành viên đều cần nhất trí về cách thức phân chia việc mua bán năng lượng. Nếu EU không hành động sớm, căng thẳng sẽ chỉ tồi tệ hơn khi mùa đông tới gần. Những vụ nổ và sự cố rò rỉ đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic vẫn là một bí ẩn. Mặc dù hiện vẫn chưa rõ bên nào đứng đằng sau vụ việc trên, thì có một thực tế không thay đổi, đó là châu Âu đang gặp rắc rối lớn khi mùa đông lạnh giá đến gần. Việc các quốc gia này đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng như thế nào sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường thế giới. Việc xảy ra sự cố trên đồng nghĩa với việc sẽ không có khí đốt từ Nga tới châu Âu qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1. Vận chuyển khí đốt hiện giờ chỉ diễn ra nhỏ giọt. Những đường ống còn lại là dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và một vài đường ống đi qua Ukraine. Nhưng Nga có thể sẽ sớm cắt nguồn cung qua những đường ống này và châu Âu sẽ chỉ còn lựa chọn là khí tự nhiên hóa lỏng LNG có giá cao hơn nhiều. Gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ bán LNG cho châu Âu và sẽ giúp bù đắp bất kỳ tổn thất nào về dầu mỏ và khí đốt do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Chúng tôi đang thành lập một lực lượng trao đổi trực tiếp với châu Âu để giảm nhu cầu và cố gắng vượt qua mùa đông cũng như tìm cách tăng cường dịch chuyển sang các nguồn năng lượng thay thế. Tất cả những điều này đều nằm trong những mục tiêu mà châu Âu tuyên bố, nhằm hướng tới thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ukraine đã đổ lỗi cho Nga về vụ nổ đường ống dưới biển Baltic, nhưng không phải tất cả các nước EU đều cho rằng Nga đứng đằng sau vụ việc. EU có lẽ hiểu rõ Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng giống như cựu Tổng thống Donald Trump, đều không muốn dòng chảy phương Bắc 2 đi vào hoạt động. Sự không hài lòng của Mỹ với dòng chảy phương Bắc không phải là điều mới. Ở châu Âu, từ cánh tả đến cánh hữu, từ trung hữu đến những người theo chủ nghĩa dân tộc, hay các chính trị gia cực hữu đều hiểu rõ thái độ của Mỹ với dòng chảy phương Bắc, một thực tế đi ngược lại với lợi ích của các nước thành viên EU. Ukraine lên kịch bản đối phó với 150.000 quân dự bị Nga sắp tham chiến. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết 150.000 quân dự bị Nga sẽ được điều động đến tham chiến tại Ukraine sau lệnh động viên một phần được Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào hồi cuối tháng 9. Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 6 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Dernikov xác nhận Kiev đang chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản lực lượng Nga tại Ukraine đón thêm 150.000 quân tiếp viện trong thời gian tới. Đây là một phần trong số hơn 300.000 binh sĩ dự bị được huy động sau lệnh động viên một phần do Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành vào hôm 21 tháng 9. Người Nga đang chuẩn bị để gửi thêm 150.000 binh sĩ tham chiến tại Ukraine trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới, ông Dernikov cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Dernikov khẳng định Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị các kế hoạch để ứng phó với lực lượng chi viện khổng lồ của Nga.
Ông Rednikov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây cho kế hoạch này của quân đội Ukraine. Theo đó, Kiev sẽ cần thêm nhiều vũ khí tầm xa và đạn dược để duy trì lợi thế của đà phản công hiện tại. Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Rednikov nhận định, quân đội Nga đang gặp một số khó khăn trong việc trang bị tác chiến cho các binh sĩ vừa được huy động, đề nghị mua hơn 200.000 áo chống đạn và 500.000 bộ quân phục mùa đông của Nga thông qua một bên thứ ba mới đây đã bị Thổ Nhĩ Kỳ từ chối. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hơn 200.000 quân dự bị đã gia nhập lực lượng vũ trang Nga chỉ 2 tuần sau lệnh động viên một phần. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lệnh động viên một phần do Tổng thống Putin công bố sẽ ưu tiên lính dự bị đã qua đào tạo như người lái xe tăng, các thành viên pháo binh, lái xe, bộ binh cơ giới. Ngoài ra, kinh nghiệm chiến đấu cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tuyển quân. Nhân sự của các đơn vị vừa được thành lập đang trải qua quá trình huấn luyện tại 80 khu vực huấn luyện và 6 trung tâm huấn luyện, ông Shoigu tiết lộ. Trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phản công trên toàn tuyến, lực lượng dự bị sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung sức chiến đấu cho các phòng tuyến của quân đội Nga. Để đáp trả chiến dịch phản công của Kiev, Moscow đang tích cực tiến hành các cuộc tập kích, hợp đồng binh chủng với sự tham gia của máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự những ngày gần đây, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết các cuộc tấn công hợp đồng binh chủng của quân đội Nga đã phá hủy hàng trăm mục tiêu và loại khỏi vòng chiến đấu nhiều binh sĩ Ukraine. Người dân Ba Lan bắt đầu phải đốt cả rác để sưởi ấm. Vì thiếu năng lượng và giá cả nhiên liệu tăng quá cao nên người dân Ba Lan đã bắt đầu phải sử dụng rác để sưởi ấm cho ngôi nhà của mình, Bloomberg đưa tin. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng Ba Lan vốn thường sử dụng nguồn năng lượng than để sưởi ấm các tòa nhà được xây dựng từ thời Liên Xô. Nhưng do vấn đề cạn kiệt nguồn tài nguyên này, người dân đang buộc phải sử dụng cả rác thải, thứ không chỉ gây ô nhiễm không khí, khói bụi mà còn gây ra mùi hôi khó chịu nồng nặc trên đường phố để sưởi ấm. Bloomberg dẫn lời bà mẹ ba con Paulina Morogoska từ Jablona. Giờ thật tệ khi bạn có thể ngửi thấy cả mùi hôi từ rác đốt hàng ngày, điều chưa từng xảy ra trước đây. Theo Bloomberg, tình trạng ô nhiễm không khí ở Ba Lan ngày càng trở nên tồi tệ, đến mức chính phủ nước này đang cân nhắc các biện pháp phát khẩu trang bảo hộ khi nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống. Thời gian qua, các nước phương Tây đã phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao và lạm phát gia tăng đột biến do áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Moscow cũng như chính sách từ bỏ nhiên liệu của Nga. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, chủ yếu là giá khí đốt, ngành công nghiệp ở châu Âu đã mất đi phần lớn lợi thế cạnh tranh. Điều này cũng ảnh hưởng đến hàng loạt lĩnh vực khác của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ và hầu hết các nước châu Âu hiện đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát kỷ lục chưa từng có trong nhiều thập niên qua. Chiến sự Nga-Ukraine đã làm lộ ra sự mong manh của an ninh năng lượng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ba Lan còn phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây ra các vấn đề sức khỏe đối với người dân. Tháng trước, lãnh đạo Đảng Luật pháp và Công lý Jakiski, chính trị gia có tầm ảnh hưởng hàng đầu Ba Lan, đã gợi ý người dân thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giữ ấm. Ông nói rằng mọi người cần phải đốt cháy hầu hết mọi thứ, ngoại trừ lốp xe và những thứ có hại tương tự. Trước tình trạng thiếu nhiên liệu và mùa đông đang tới gần, một số địa phương đã tạm nới lỏng các lệnh hạn chế về môi trường được đưa ra trong những năm gần đây. Thời lượng của video tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Xin hãy khích lệ chúng tôi bằng nút đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để tiếp tục đón xem những thông tin hữu ích. Ngay bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp những video khác trên kênh Tin Tức Việt.